mập sẽ thử thách quèn ăn cái này cái này cái này cái này cái này đó, bốn cái. Thì nếu mà dưới 40 phút thì quèn sẽ nhận được 1 triệu, còn dưới 30 phút thì quèn sẽ nhận được 1.500.000. Ủa 500.000 được không? Kệ đi. Dạ kệ đi. Kệ đi. Dạ. Ừ. Cái sốt ớt thì nó nè, nó vừa vị lắm, cái này chúng ta khỏi cần chấm ăn cũng ngon nữa. Mà đùi gà này mới được nướng xong nữa nên nó rất là mềm luôn. Vị hoàng bẻ nè. Đó, có nhảy không? Nó rất là kiểu là mọng nước đó nha. Đó mà cái nhà thêm cái nữa nha. Cái nhà thấy không, thấy nó nướng xong á, nó có cái lớp mỡ nè. Họ đặc biệt là cái hoàng phái ăn nhất là lớp da mỏng rồi nè. Đó, nó ngon. Đó, mà cái nhà tiếp nha. Nó nhìn cái màu của cái thịt đó, của cái giòn, cái tường cộng nướng nó đẹp không cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì Mập là một phóng viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh, và ở đây là Cần Thơ cả nhà. Đó, phóng viên mặc quần sọt. Đó, thì Mập đang đứng đối diện Sensi City đó, một cái trung tâm thương mại và nói chung là cũng nó gọi là sầm uất ở Cần Thơ cả nhà. Mà hôm nay thì Mập về đây để Mập khám phá ẩm thực. Thì Mập ở cái hẻm gọi là hẻm 12 đường Hòa Bình. Ở đây là thuộc phường Tân An, quận Ninh Kiều. À, thì ở trong kia có một cái khách sạn, họ đã giới thiệu khách sạn luôn ha. Ở đây vừa quay vô thấy luôn này anh. À, khách sạn Miss Mop Beautywear Hotel. À, ở đây thì đặc biệt một cái ở nhà là mình ở một phòng nhưng mà được tới 10 người luôn. Là giống như là ở trong đó sẽ set up là 5 cái giường tầng. Thì mỗi giường tầng sẽ là được 2 người. Đó thì set up 5 cái giường tầng là được 10 người. Mình ở chung một phòng rất là vui luôn cả nhà. Mà nếu mà ai mà đi Cần Thơ mà mình lưu trú lại thì mình có thể lưu lại cái địa chỉ khách sạn này ha. Đó thì Mập đang đứng ở con đường Hòa Bình nữa cả nhà. Thì Mập thiết nghĩ con đường này là một cái con đường gọi là sầm uất với lại con đường chính của thành phố Cần Thơ luôn á. Đó, gọi là đại lộ Hòa Bình luôn mà. Đó thì xe cộ cả nhà thấy hiện tại là Mập đang đứng ở đây là 11:30 mà xe cộ cả nhà thấy không, tấp nập luôn. Ở bên kia thì có trung tâm thương mại đồ rồi ngân hàng đồ cái kiểu. Thì mình giới thiệu sơ vậy thôi, nhưng mà chủ yếu là mình đến đây để mình khám phá ẩm thực, mà để xíu mình đi mình coi có món gì ngon mình sẽ chia sẻ cả nhà ha. Thì đây là lần đầu Mập quay ở Cần Thơ. Thì trước giờ thì mình đi cũng nhiều rồi nhưng mà chưa có bao giờ có dịp quay một món nào ở Cần Thơ hết. Thì mong là cả nhà sẽ ủng hộ để mai mốt mình có thể về Cần Thơ mình quay nhiều hơn nữa nha cả nhà. Dạ, bên đây là các diễn viên điện tử của mình. Đó, Khoa Cá Mập, Hoàng Tốc Độ, vợ mình. Đó, chào cả nhà đi. Rồi bên đây là ăn đần. Anh tài xế. Đó, tài xế vui vẻ cả nhà. Rồi bây giờ mình đi qua bên kia mình lấy xe mình di chuyển nha. Rồi mời cả nhà đi theo chân Mập nha. Rồi thì cả nhà ơi, mình đã tới một quán cơm, cơm gà nha. Cơm gà ở đây thì mình cũng chỉ coi một cái clip review ở trên TikTok thôi cả nhà, nhưng mà không ngờ tới đây thì mình thấy đồ ăn lại hấp dẫn cả nhà ơi. Đó thì cơm gà ở đây là cơm gà Vũ Mười Thảo. À, nằm ở địa chỉ là đường A3, E2, Trần Văn Trà, phường Hưng Phú, quận Cái Răng đó nha. Đó, thì
Ở đây bán từ 6 giờ sáng tới 14 giờ, mà bây giờ là 12 giờ mấy rồi nên cũng vơi bớt đồ ăn rồi cả nhà. Thì bây giờ mình vô trong mình còn gì ăn, mình chơi cái đó. Thì Mập đang sắp xếp cho Hoàng ăn bút băng lại đó, thì Hoàng sẽ solo một mình luôn. Thì bây giờ Mập mời cả nhà vô trong ha. Thì con bé bán cơm á, bé ngại nên mà chỉ quay đồ ăn thôi nha cả nhà. Vậy đó hả? Dạ. Ủa cô đang làm cái đó cho con hả cô? Ừ. Đây. À, chỉ phải không? Dạ. Ở đây thì cô sẽ có đùi gà nè cả nhà. Ba chỉ nè, rồi sườn cộng. Đó, đùi gà vậy nếu mà đùi gà với cơm á sẽ là 70.000 một dĩa. Còn cái này là 50 hả cô? Dạ. Cái sườn cây với lại ba gọi thì là 50.000 một dĩa. Còn nếu mà cả nhà kết hợp với lại chả với hoặc là trứng á, thì sẽ thêm 10.000. Còn nếu mà sườn với bì là bao nhiêu cô? Nếu mà sườn với bì là bao nhiêu dĩa cô? Sườn bì 50. Sườn bì 50 luôn. Đó. Rồi thì nói chung là bây giờ chỉ còn vậy thôi cả nhà. Rồi thì ở đây cái nhà này Mập cũng nhờ quán làm cho mình riêng biệt, đặc biệt hơn xíu. Đó là cái mâm này là mâm cơm riêng, còn ở đây là đồ ăn nè. Đó là quán set up riêng cho mình luôn. Đó, ở đây thì cái nhà thấy là bên đây sẽ có là bì, chả, trứng. Còn bên đây là đùi gà nướng mà rất là đặc biệt nha cả nhà. Cái này là mình thấy qua hình thức rồi thấy đã ngon rồi. Ở bên đây là ba gọi cũng nướng luôn, mà nghĩ là chắc một cái sốt ớt thôi cả nhà. Bên đây là sườn cây. Rồi, hấp dẫn ha. Còn ở đây là canh đây là canh xí quách rồi cả nhà. Bên đây thì canh ngũ hoa. Thì hai cái canh là quán chuẩn bị riêng kiểu như là khuyến mãi cho bạn, tại vì bạn mua sỉ mà. Đó. Thì hôm nay cũng rất là lâu rồi. Đã từ sáng lâu rồi. Chúng anh từ lâu gì nữa. Chúng anh định nghĩa 2 tiếng yêu em. Đó, anh yêu em á. Wow. Nên em làm sao cho em đáng yêu để em làm. Thì cũng lâu rồi cả nhà. Là Hoàng không có múc băng lại. Chứ lại Mập cũng trả thử thách gì cho Hoàng á. Tại vì cái thử thách đó Hoàng xa xỉ quá. Thì hôm nay Mập cũng quay lại với cái gọi là cho Hoàng nó múc băng cái thử hết bao nhiêu đây. Nhưng mà trừ cái canh nha. Cái canh là gì? Canh là quán phát sinh thêm. Thì Mập sẽ thử thách Hoàng ăn cái này. Đó, 4 cái. Nếu mà Hoàng ăn dạo này thì Mập hết kinh phí thôi, cả nhà cũng đừng có chê. Còn nếu ai chê thì Mập chịu. Thì nếu mà dưới 40 phút thì Hoàng sẽ nhận được 1 triệu. Còn dưới 30 phút thì Hoàng sẽ nhận được 1.500.000. Ủa 500.000. Được không? Kệ đi. Dạ kệ đi. Kệ đi. Dạ. Ừ. Rồi. Còn nếu mà dưới 20 phút mình vẫn là 1.500.000. 500.000 với hết tiền rồi. Anh sẽ bấm giờ cho em dạ, ha. Em khai nước mắm mà nha. Thấy ok không? Dạ ok mà. Được không? Dạ vui vẻ. Vui vẻ. Rồi ok. Rồi. Thì quán cơm ở đây cả nhà. Thì Mập xin nhắc lại đó là quán Vũ Mười Thảo cả nhà, có thể lên Google cái nhà search Vũ Mười Thảo ha. Để đây coi. Nó sẽ chỉ đường cho cái nhà tới nó dễ hơn. Chứ nãy mà kiếm đường thì anh em nói chung cũng quằn quằn cũng nửa tiếng á. Anh chay nước mắm vô trước nha. Ủa sao nó không có trên này không có định vị ta. Nói chung là nằm ở số nằm ở trên đường A3 E2 đường Trần Văn Trà, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đó nha. Đó, quán sẽ hoạt động từ 6 giờ sáng tới 2 giờ chiều. Rồi. Anh bấm giờ cho em ha. Dạ. Bây giờ anh hẹn trước 30 phút. Thôi. Dạ ok. Mấy món này rất là ngon cả nhà. Cơm đâu em bới lên thử coi, nhìn thấy cơm nhiều không? Cơm này được nén lại. À. Rất nhiều. Không nhưng mà anh bảo đảm ăn ha, ăn cỡ nào cũng có tiền. Dạ. Rồi. Ok, 30 phút này cả nhà. Hiện tại là 12 giờ 29, coi như là 12 giờ 30 đi. Vàng nếu mà vàng ăn xong thì tầm 12 giờ, ố tầm 1 giờ và có thể là 1 giờ 10. Rồi. 3,
2, 1. Mời cả nhà, mời mọi người nha. Bắt đầu. Dạ. Mời cả nhà với bạn cả nha. Rồi mặt đi ra mà không nói nữa. Ôi cái đằng coi cái nhà ơi. Cho em luôn. Dạ. Cái sốt ớt thì nó nhạt. Nó vừa vị lắm, cái này chúng ta khỏi cần chấm ăn cũng ngon nữa. Mà đường gà này mới được nướng xong nữa nên nó rất là mềm luôn. Vịt hoàng bẻ nè. Đó, có nhảy không? Nó rất là kiểu là mọng nước đó nha. Đó mà cái nhà thêm cái nữa nha. Ngon. Cơm đây tơi lắm cả nhà. Với nước mắm ở đây á. Để Hoàng cho cả nhà xem lại cái nước mắm nè, nó kẹo đó cả nhà. À, nó dạng kẹo. Đó. Nước mắm đây là cũng rất là ngon cả nhà. Mời cả nhà nha. Còn đây là ba chỉ nướng rồi cả nhà. Wow. Ăn ngon nha cả nhà. Nó vừa có lớp mỡ. Ăn rất là ngon. Cái sốt ớt ở đây y thì làm cái kiểu như cái dạng giống như là xá xíu cả nhà. Cái mùi nó ngon. Ngon quá. Món ngon tới cả nhà ơi. Xương cộng nướng nè cả nhà. Wow, cả nhà nhìn nè. Ôi, được rưới cái lớp mỡ hành lên đó.
Mới ăn hết ba món mà biết chê chỗ nào. Tại vì nước sốt nó ớt rất là ngon, khỏi làm cắm cũng ok đó nha. Ngon quá cả nhà ơi, không biết chê vào đâu luôn á. Còn đây là chả hấp của quán cả nhà. Đó. Nó béo ngậy luôn, ngon. Nãy giờ quên nói cái bì đó cả nhà. Cái bì này á, nó vừa ngon mà nó kiểu như nó dai dai cả nhà. Nhà thấy không, mấy nó nướng xong á nó có cái lớp mỡ nè. Hoặc đặc biệt là lúc hoàng phái ăn nhất là lớp da mỏng mà nè. Đó. Nó ngon. Đó, mà cái nhà tiếp nha. Ngon lắm. Cái trứng bự. Ừ.
Nó nhìn cái màu của cái thịt đó, của cái tường cộng nướng nó đẹp không cả nhà. Tự nhiên nó được nướng xém cạnh nó nhà rất là ngon luôn, mà nó thơm nữa. Thank you.
Tiếp tục cái nhà ơi. Wow. Khi cái nhà đến quán cơm cơm mùa thảo này ở cái nhà là cái nhà nên order cái cơm đùi như cái nhà ăn rất là ngon luôn. Cái nhà kêu một hoặc đùi hay là ba chỉ, ba là xương cộng, ba món này mét color của quán luôn á. Ngon quá. Cái đùi này ngon thuốc xấu không anh? Cái đùi này nè, nãy giờ không để order thêm một cái nữa. Thử á nha. Mình ngồi nãy giờ mình ngồi ở ngoài kia á, mình ngồi để cho thằng quen nó ngồi nó thưởng thức. Thì mình nghía qua á, là cái lượng khách ở đây rồi kinh khủng. Đông lượng khách ở đây á, không phải là mình nói là mình so sánh cái gì, nhưng mà khách ở đây là khách trung niên trở lên không ấy nha. Có mấy đứa mình là nhỏ không á, kiểu như là uy tín á. Cho dù cái quán này không có được bia nhiều, kiểu như là hồi nãy anh vô tình anh thấy thôi, vô tình anh thấy trên review thôi. Hiện tại còn 10 phút, trong 30 phút nữa. Mà cái nhà tới đây á, nhà tới đây cái nhà nhớ kiếm cô chủ ở đây nha, cô chủ nhiệt tình á, nhưng mà cô chủ ngại không có lên clip. Em thấy sao? Em thấy em muốn ba món này em thấy ngon không? Ý là em thấy sao về cô chủ? Thì có đẹp có đẹp không? Có đẹp. Để anh hỏi cô chủ coi, cô chủ muốn săn hồng hàng nhi hay ngung ba dương, anh giới thiệu cho cô chủ được không? Đi tới đâu cũng vậy, trên cái nhà đi tới đâu cũng gặp mấy đứa mà giống như đi vô khách sạn này gặp mấy bạn lễ tân á, mà trẻ là hỏi tuổi cho mấy này, mà mấy đứa này nó nhét gái lắm, không có cua gì hết, chứ mặt ngại luôn. Hôm nay giờ đi mỗi tỉnh mỗi em các bạn. Phải vậy chứ, dạng dĩ lên. Ngon quá. Ngày mai thì mình ở đây được có một ngày rưỡi à. Ngày mai sáng mai cái mình đi Trà Nổi xong rồi mình phải quay lại trở lại Sài Gòn cho ông bạn đi học rồi. Thì rất là tiếc luôn, 2 tuần nữa thì Hoàng nó được rảnh cả nhà. Thì anh em đã lên lịch rồi, nếu mà Hoàng rảnh tầm khoảng 1 tuần trở lên đó, thì anh em sẽ sắp xếp đi tour hết 13 tỉnh miền Tây hoặc là miền Trung. Cho em một ly nước nha. Nước của em nước nào? Không hết rồi, nó đời không em? Nó đời. Có cái ly của em đâu? Không.
Thật sự cái mâm cơm hồi nãy á, Bập nghĩ là không dưới 2kg ở cái nhà. Thiệt sự luôn á, đúng không? Nhiều lắm anh, tại vì cơm này được nén rồi á. Ừ. Thì nói chung là cái nhà cũng có góp ý mà rất là nhiều rồi. Nhưng mà bây giờ là thằng Tuấn nó bận, mà trong team chỉ còn có 2-3 bạn thôi. Mà Hoàng bây giờ ngồi chung với 2 bạn kia thì cái nhà nói là nhìn là biết, đã biết kết quả rồi, nên mà phải sắp xếp làm sao đó, nhờ, cho cái nhà thấy là nó hài hòa nhất có thể, thì cho bạn ăn vậy, cái hồi 2 bạn ăn riêng đó. Rồi sắp tới nữa thì mà có một cái dự án là sẽ mời rất là nhiều người để tham gia clip đó nha, mời khách mời á, thì cũng mong là cái nhà sẽ ủng hộ. Ủa em có ăn canh này không? Không có. Ăn không đi. Mà ngốc không? À biết, ý là canh này em có thể không ăn, nhưng mà ý là em ăn thì ấy, hợp lệ rồi, hợp lệ rồi. Em được 1,5 triệu. Nó ăn có 2 mấy phút rồi. 25 phút. Chứ cái quất là cái nào ngọc tràn thẳng luôn. Cái này mà có nước mắm trong không anh? Hết tẩy luôn.
có cải. Ăn canh đó không? Hả? Em ăn không? Ừ, ăn đi. Chứ bây giờ anh muốn ăn cơm nữa, để anh ăn cái canh đó cũng không có cơm ăn. Hết cơm luôn hả? Hết luôn rồi. Thôi vậy anh hưởng hết tổ món canh nha, qua đi. Thôi bà ăn đi bà nội ơi. Ủa này cái trái gì em không ăn quả? Cà rốt cải. Cải mối. Ủa lộn, củ cải muối. Củ cải muối. Củ cải muối. Ủa chứ em nói gì, gạo muối hả? Không, củ cải mót nó lộn á. Củ cải mót. Bạn cái nhà nha, canh hủ qua mẹ đấu chê đắng. Bước ra đời ăn canh hủ qua luôn. Bước ra cơm, cơm mưa hảo. Giờ nó giỏ không? Tính giỏ cái nách bịch bịch mà ta nghe nó giỏ. Mà mình không có thể nào mình không? Mình quay mình chia sẻ một điều á, là mấy chú nướng thịt á, mỗi mẻ thịt là mấy chú sẽ rửa dĩ chà dĩ bóng bẫy một lần ở nhà rồi xong rồi cho mấy chú nướng một cái nữa. Ủa hết hả? Ủa sao luôn đây cả nhà, mới 12:57 thôi à, em quay góc trái trên màn hình 12:57 nè, không đó là bé đã hết rồi mà hết luôn hai cái tô canh mới ghê chứ. Rồi thì Mập đã phát hiện được là mình sẽ search trên Google á, là search như vậy là sẽ ra cái định vị của quán luôn nè cả nhà, là cơm gà Vũ Mười Thảo đó, hoặc là cái nhà search tiệm cơm gà, cơm tấm gà Mười Thảo thì nó sẽ ra cái địa chỉ là E2 đường Trần Văn Trà, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đó. Thì ở đây có giờ bán luôn cả nhà, 6 giờ tới 14 giờ đó. Thì cái nhà thịt trên đây á, cái mình bấm vô đây nè, mình bấm vô gọi điện hỏi có quán còn bán còn thịt hài gì không, hoặc là cái nhà bấm vô đường đi nó sẽ hiện lên Google Maps, cái nhà tới nó dễ hơn hả. Thì ở đây hồi nãy Mập không thấy cái menu, nhưng mà bây giờ Mập thấy cái menu rồi cả nhà, thì nó thể hiện hết ở trên đây nè cả nhà. Cơm tấm sườn cộng ba chỉ nè, ở sẽ là 50.000. Rồi sườn cộng ba chỉ bì chả cua ốp la 60, đùi gà nướng giống hoàng hoàng ăn nãy giờ 70, đùi gà bì chả cua ốp la nè là 80 đó. Có canh hủ qua là 325, súp xương hầm là 35 đó. Ngoài ra thì có nước uống nữa nha đó. Rồi ok đúng không? Ok anh, hợp lệ hợp lệ. Rồi nói chung là ăn theo thở, ở theo thời. Thì cái thời này anh cũng hơi bị quả cho lắm thì dạ. Nói chung là em nhận về cho anh vui ha. Rồi cảm ơn anh. Mình phải trả lời câu là gì? Anh trả lời cho em. Dạ, kể đi hả? Rồi nói chung là vậy đi cả nhà. Thật sự thì nói thì Mập cũng đã nói nhiều rồi. Mập nhắc đi nhắc lại thì thành ra Mập kiểu như là con bò đó, nhai đi nhai lại với cả nhà. Thì nếu mà cả nhà hiểu cho Mập đó, cả nhà thương Mập đó, thì cả nhà sẽ không đề cập với vấn đề tiền nong nữa. Còn nếu mà cái nhà đã không thích rồi, cái nhà cứ khui ra mấy chuyện đó cái nhà nói hoài thì Mập cũng thôi đành chịu thôi cái nhà. Chứ bây giờ chi phí một clip cũng vài triệu rồi, mà cái nhà nghĩ cái với cái lượng view giống vậy thì một tháng Mập kiếm đâu ra tầm 200 triệu đó Mập duy trì kênh đúng không? Mà một ngày cái nhà biết rồi, Mập phải đăng 2 clip mà một clip vậy á thì cái nhà tầm 3 triệu rồi. Thì một tháng á là Mập phải tầm 180 triệu mấy đủ chi phí rồi, phải camera nè. Thật sự luôn cái này là phải nói luôn, camera là chi phí đi lại cái nhà biết là một tháng mà đi tỉnh có khi 4 lần luôn đó. Rồi chi phí này kia nữa, thuế nữa, thuế hết đâu tầm mười mấy 20% thuế Hoa Kỳ như cái nhà, còn thuế Việt Nam riêng nó cho nhiều thứ lắm cái nhà, Mập nhức não luôn á. Nhưng mà ngồi kể ra thì nó chi tiết ra thì nó rất là nhiều luôn cái nhà, nhiều khi cái nhà thấy mệt mỏi với Mập luôn á. Nhưng mà thôi, Mập muốn lên đây Mập truyền năng lượng tích cực cho cái nhà. Đó, giới thiệu những quán ăn ngon giống như hôm nay thì có cơm tấm Vũ Mười Thảo nè. Đó thì giới thiệu cái nhà, nếu mà ai mà có đi du lịch Cần Thơ hoặc là ai khu vực này mà chưa có ăn qua thì cái nhà ghé đây ủng hộ nha. Đó. Ngon. Đó. Bây giờ phải hỏi quẹt thôi chứ Mập chưa không ăn Mập biết. Dạ ngon anh. Ngon cái kiểu làm sao? Nghĩa là mỗi cái kiểu như là cái đùi gà nè. Khi mình cắn vào mình cảm thấy cái đùi gà nó vừa nướng tới á, như là nó mọng nước và nó rất là thơm. Ý là em thấy rất là thơm theo kiểu dạng là ớt mùi ớt theo kiểu mà dạng xá xíu anh,
Thì theo Mập thuyết nghĩ là cái đùi gà ở đây là cái món signature ở đây luôn đó nha. Nên hồi nãy em cũng có kêu mọi người là đến đây hãy order cái cơm đùi gà. Và nếu mà nói về cơm tấm thì chắc chắn là sườn, hai cái loại sườn ba rọi. Sườn ba rọi. Tại vì nó có lớp mỡ. Ba rọi lớp sườn đó. Đúng rồi, lớp mỡ, lớp thịt rồi ở ngoài nó có lớp da nữa. Rất là ngon. Còn chả trứng lắp la thì nó quá bình thường rồi nha, còn chả. Chả cua. Đúng không ạ? Chả đúng rồi, chả cua. Rồi bì thì mình nghĩ là đâu cũng vậy thôi, bì với lại trứng. Quan trọng là cái chả cua mình làm nó sao. Rồi giá thì mình thấy là giá cũng chấp nhận được, cái nhà nó hơi nhỉnh xíu nhưng mà thật sự là cái chất lượng thì đi đôi với giá tiền thôi. Đó. Rồi thôi thì hôm nay vậy cái nhà thì Mập vẫn còn tầm hãy vài clip nữa Cần Thơ ha. Nhất là cái clip Mập tâm đắc nhất là Chợ Nổi đi chuyến đi lần này. Đó là ngày mai sáng sớm mai sẽ đi Chợ Nổi. Hay không? Cháu ơi. Mấy em không tin tưởng hết gì trơn. Anh nói 4 hôm nay. Anh nói hôm nay rồi. Mà. Không, hôm nay không, anh lịch trình là ngày mai đi Chợ Nổi rồi xong rồi sẽ về Sài Gòn luôn. Đó, là mấy đứa không tin tưởng Mập sẽ thức sớm. Nhưng mà thật sự là cái gì cái nấy á nha. Không bước sớm được thì hẹn chứ sao thôi chứ sợ. Em biết mà. Rồi. Thì mong là cái nhà sẽ ủng hộ mấy đứa trong team và ủng hộ kênh Mập nha cái nhà. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ Mập nha. Còn quán cơm hôm nay thử thách đó là quán cơm Vũ Mười Thảo nha cái nhà. Cơm tấm gà sườn Vũ Mười Thảo. Rồi, còn bây giờ thì rất là cảm ơn cái nhà và hẹn gặp lại vào clip sau nha. Bye bye, bye.